Xin kính chào bà con và các bạn luôn đồng hành theo dõi cùng chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Đây là chương trình thông tin nông nghiệp tổng hợp, cập nhật những thông tin nông nghiệp bổ ích, thiết thực, những loại giống cây trồng vật nuôi mới lạ, những mô hình sản xuất hiệu quả mà bà con có thể tham khảo áp dụng và để phát triển kinh tế gia đình. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến bà con và các bạn những thông tin đáng chú ý sau. Phấn đấu đến năm 2025, 100% số huyện ở Lâm Đồng sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Tìm hiểu mô hình ủ rác thải làm phân bón hữu cơ, hiệu quả kép về kinh tế và môi trường. Nông dân tỉnh Bình Thuận làm giàu từ giống nấm mới. Tin vui cho người trồng lúa, giá gạo Việt Nam đã bằng và thậm chí có lúc cao hơn gạo Thái Lan. Thưa bà con, tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp theo nghị quyết số 05 của tỉnh ủy Lâm Đồng, ngành nông nghiệp đặt ra một trong những mục tiêu trọng tâm là xây dựng nông thôn mới bền vững cả về tiêu chí và chất lượng cuộc sống của người dân gắn với việc xây dựng cảnh quan môi trường, phấn đấu đến năm 2025, 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, Đơn Dương đạt chuẩn huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh. Huyện Đức Trọng đạt tiêu chí huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa và có ít nhất 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trước hết, Lâm Đồng tiếp tục thực hiện tốt chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn gắn với phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đạt tỷ lệ 25% diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 1.600 hectare chứng nhận sản xuất hữu cơ và 1.000 hectare sản xuất ứng dụng công nghệ thông minh. Với mục tiêu gắn kết chặt chẽ giữa phát triển sản xuất với xây dựng nông thôn mới, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tập trung các nguồn lực đầu tư, thực hiện hiệu quả các chương trình phát triển sản xuất, phát triển công nghiệp và dịch vụ, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định, thu nhập bền vững cho lao động nông thôn. Đồng thời triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân nông thôn, đặc biệt là không ngừng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần tạo động lực trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt nhiều thành tựu hơn nữa. Thưa bà con, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã và đang tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực gắn với tái cơ cấu ngành, đạt nhiều thành tựu trong xây dựng nông thôn mới. Và chị Kiều Anh biết không, chương trình xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa đến những địa bàn mà trước đây được xem là khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Và tại xã Tam Bố, huyện Di Linh, cả những hộ đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã thay đổi tư duy làm nông nghiệp. Mời bà con cùng tham khảo cách làm của ông Ca Điệp, xã Tam Bố, huyện Di Linh trong thay đổi cơ cấu cây trồng nông nghiệp ngay sau đây. Đồng bào dân tộc thiểu số ở Di Linh trước nay vốn quen với việc canh tác lúa nước. Tuy nhiên, những năm gần đây, bà con đã dần thay đổi tư duy canh tác nông nghiệp, thay đổi dần các diện tích lúa nước kém hiệu quả sang canh tác các loại rau màu ngắn ngày. Ông Ca Điệp từng đi tham quan nhiều nơi. Ông cũng đã chuyển đổi hoàn toàn sang trồng cà phê thay vì lúa nước như trước. Ghép cải tạo để nâng cao hiệu quả cho diện tích cà phê. Bên cạnh đó, ông còn trồng xen các loại cây trồng khác như bơ, sầu riêng, bưởi vào diện tích này. Việc xen canh như vậy đã giúp gia đình ông có thêm thu nhập. Hơn thế, những loại cây ăn quả nêu trên còn chống xói mòn đất, góp phần bảo vệ môi trường. Thưa quý bà con, trước những báo cáo số liệu đáng báo động về tình trạng quá tải rác thải sinh hoạt tăng lên mỗi ngày, nhiều hộ gia đình tại Lâm Đồng đã và đang áp dụng phương pháp ủ rác thải làm phân hữu cơ. Dễ làm, chi phí thấp lại góp phần rõ rệt trong việc giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường. Và sau khi ủ thành phân thì bà con còn có thể mang bón ngược lại cho cây trồng. Mời bà con cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây. Quy trình ủ khá đơn giản. Chỉ cần đào hố ủ với diện tích tùy theo số lượng rác thải sinh hoạt của gia đình. Rác thải hữu cơ được phân loại như lá cây, thức ăn thừa, rau cỏ, trái cây hư, v.v. Theo quy trình này, những cành cây lớn sẽ là lớp dưới để không khí vô, sau đó là các loại rác thải sinh hoạt, một ít phân bò, cuối cùng là lớp trấu và một ít nước. Tất cả được cho vào hố ủ có nắp đậy nhằm tránh ruồi muỗi vào đẻ trứng. Sau thời gian 18 ngày, lượng rác thải đã được ủ thành phân hữu cơ tơi xốp, màu đen, không mùi và có thể đưa vào sử dụng bón cho các loại cây trồng. Bà con và các bạn thân mến, việc ủ rác thải sinh hoạt làm phân hữu cơ mang lại hiệu quả thiết thực. Lượng rác thải sinh hoạt trong gia đình giảm trông thấy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Và nếu mỗi gia đình đều áp dụng phương pháp này, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều vào việc giảm thải tác động của ô nhiễm môi trường.
Vâng, thưa quý bà con, Lâm Đồng là địa phương phát triển mạnh mẽ về lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, xác định phát triển nông nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Và tổ hợp tác rau hữu cơ Yêm Gõ, Chu Ru, thôn Ma Đanh, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương đã áp dụng cách gói rau củ mới. Và nếu như trước đây thì bà con chỉ dùng túi ni lông, thì nay tổ hợp tác đã thay thế bằng giấy thô hoặc lá chuối để gói tất cả các sản phẩm của đơn vị. Trước đây, bà con ở Đơn Dương trồng rau chủ yếu để nhà tự dùng, có dư thì chia cho bà con lối xóm. Nhưng qua quá trình trồng trọt, được sự hướng dẫn của tổ chức Caritas Đà Lạt, bà con tập làm quen với canh tác rau hữu cơ, rồi mở rộng bằng việc phát triển thành tổ hợp tác. Thời gian qua, các sản phẩm rau hữu cơ của tổ hợp tác đã tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng trong nước. Đặc biệt, đây là cách những người nông dân Chu Ru đóng gói rau củ sạch của mình. Thay vì dùng túi ni lông, họ dùng những sản phẩm thân thiện với môi trường như giấy thô, lá chuối. Với số lượng đóng gói rất nhiều sản phẩm mỗi ngày, việc thay thế như vậy tuy chi phí cao hơn, nhưng đảm bảo không gây hại tới môi trường, có phần lan tỏa tinh thần sống xanh, bảo vệ môi trường khi ô nhiễm ngày càng rõ rệt. Vâng, nhiều mô hình trồng nấm như nấm linh chi, nấm mèo, nấm rơm đã được nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thực hiện từ nhiều năm nay và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Và nấm mối đen, một loại nấm mới cũng đang ít người trồng, nhưng anh Nguyễn Thiên Khắc Minh Trâm ở phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã trồng thành công, đồng thời còn tạo được nguồn phô giống tại chỗ. Cuối năm 2019, anh Nguyễn Thiên Khắc Minh Trâm đầu tư xây dựng nhà xưởng trồng nấm mối đen tại xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, trên diện tích 400m². Anh sản xuất phôi nấm mối đen theo 4 quy trình chính, đó là túi phôi được làm từ mùn cưa cao su đã ủ vôi, trộn với các chất dinh dưỡng như cám bắp, cám gạo và đậu nành đóng vào bịch và chuyển qua hấp thanh trùng trong 16 giờ. Sau đó, anh Trâm cấy meo giống nấm mối đen vào túi phôi nuôi trong nhà lạnh suốt 3 tháng để ủ tơ. Sau khi sản xuất được phôi giống để tự cung ứng sản xuất nấm mối đen thương phẩm, anh Trâm còn cung cấp cho nhiều hộ dân trong tỉnh và ngoài tỉnh Bình Thuận. Nhu cầu lớn nên anh Trâm tiếp tục mở rộng diện tích khu sản xuất nấm mối đen lên 1.400m². Hàng tháng, anh cung cấp từ 40 đến 50 ngàn phôi giống cho các trại nấm trên cả nước. Mỗi bịch phôi có mức giá 18 ngàn đồng. Cứ sau 2 tiếng thu một lần. Nấm mối đen được thu liên tục, đến khi kết thúc vụ là 4 tháng. Năng suất nấm mối đen bình quân sau một đợt trồng là 3 tấn. Giá bán lẻ mỗi ký nấm mối đen trên thị trường dao động từ 300 đến 320 ngàn đồng một ký. Sau khi trừ chi phí sản xuất, mỗi vụ nấm mối người dân trồng có thể thu trên 50% lợi nhuận. Thưa bà con và các bạn, hai điểm sáng xuất khẩu nông sản năm 2020 là gạo và thủy sản. Và tại ba huyện phía nam của Lâm Đồng là Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên, thì bà con nông dân cũng đang phấn đấu nâng cao giá trị lúa gạo. Và thông tin sau đây chắc chắn sẽ mang lại nhiều phấn khởi cho bà con nông dân canh tác lúa gạo, vì theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, giá gạo Việt Nam ngày càng tăng, tiệm cận với giá gạo của Thái Lan hiện chỉ còn chênh lệch khoảng 10 đô la Mỹ một tấn. Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, xuất khẩu gạo 9 tháng năm 2020 ước đạt trên 5 triệu tấn, đạt 25% sản lượng xuất khẩu gạo toàn cầu. Giá trị ước đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ với giá xuất khẩu bình quân 491 đô la Mỹ một tấn. Giá gạo tăng cao với nhiều đơn hàng xuất khẩu lớn nên mặc dù lượng xuất khẩu giảm 0,6% so với 9 tháng năm 2019, nhưng giá trị tăng 12%. So giá với các nước thì giá gạo xuất khẩu Việt Nam chỉ thấp hơn gạo Thái Lan 10 đô la Mỹ một tấn. Thực tế trong 9 tháng năm 2020 có những thời điểm giá gạo của Việt Nam còn cao hơn gạo của Thái Lan. Bà con và các bạn thân mến, như đã đề cập ở các chương trình trước, dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa đã cho thấy những tác động tích cực tới doanh nghiệp, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập. Vâng, thời gian qua, dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa do Sở Khoa học và Công nghệ triển khai còn hỗ trợ nhiều doanh nghiệp tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia. Hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia tại tỉnh Lâm Đồng đã được triển khai năm 2004 đến nay. Qua 16 năm triển khai, toàn tỉnh Lâm Đồng có 24 lượt doanh nghiệp tham gia và đạt giải thưởng chất lượng quốc gia và quốc tế. Trong đó có 2 doanh nghiệp đạt giải vàng là Công ty Cổ phần Bình Điền Lâm Đồng vào năm 2013 và Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng vào năm 2015. Một doanh nghiệp đạt giải thưởng châu Á Thái Bình Dương là Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng vào năm 2016. Doanh nghiệp mà tham gia vào giải thưởng chất lượng thì họ có một cái điều kiện để cải tiến, họ được nghe, đánh giá, tham gia vào trong cái quá trình đánh giá toàn diện về doanh nghiệp
toàn bộ các quá trình hoạt động cũng như quá trình hoạt động cải tiến về năng suất chất lượng. Thì trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ phát huy được những cái điểm ưu cũng như họ sẽ khắc phục những cái hạn chế của mình trong quá trình được các chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến. Và việc tham gia vào thì cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp nâng cao được cái vị thế trong quá trình mà chúng ta vừa nâng cao được năng lực cạnh tranh cũng như tham gia vào thị trường. Trong suốt cái giai đoạn vừa qua thì là doanh nghiệp Lâm Đồng chúng ta tham gia đó, thì chúng ta có khoảng 24 doanh nghiệp đạt giải, trong đó có 2 giải vàng và có 22 giải bạc. Và trong đó đặc biệt là ngoài cái giải vàng mà của công ty trách nhiệm hữu hạn Ladofa Lâm Đồng đạt được năm 2015, thì họ đã tiến tới thêm một bước là đã được giải vàng châu Á Thái Bình Dương. Thì thông qua cái việc triển khai này thì giải thưởng thì đã giúp cho doanh nghiệp phải nói hết tạo điều kiện để nâng cao cái vị thế và nâng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thuốc, dược phẩm, thực phẩm chức năng. Doanh nghiệp đã được hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn GACP, thực hành tốt trồng trọt và thu hái. Đối với sản phẩm dược liệu của công ty, các hệ thống quản lý như ISO 22000, ISO 17025, các công cụ cải tiến 5S, MFCA, KPS. Về giải thưởng chất lượng quốc gia, công ty cổ phần Dược Lâm Đồng đã 8 lần tham gia và đạt giải, trong đó có 6 giải bạc, 1 giải vàng vào năm 2015 và 1 giải thưởng châu Á-Thái Bình Dương năm 2016. Ladofa tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia từ những năm 2005. Và chúng tôi vẫn luôn luôn khẳng định rằng việc tham gia giải thưởng chất lượng, cái việc đạt giải hoàn toàn không phải là cái mục tiêu duy nhất. Thì chúng tôi coi đó là giống như là một cái công cụ mà đo cái sức khỏe của doanh nghiệp. Thông qua cái 7 tiêu chí này, chúng tôi cứ luôn luôn đó lấy đó để làm cái tiêu chí phấn đấu. Mỗi một năm chúng tôi đánh giá một lần và chúng tôi xem rằng là mình đã làm được tới đâu và đặt ra cái mục tiêu những năm tới. Và chúng tôi có được cái giải, chúng tôi tham gia giải thưởng để có một cái cơ quan đánh giá một cách khách quan nhất. Đấy là cái mục tiêu mà Ladofa hướng đến. Và tất nhiên rồi, khi mà tham gia thì việc đạt giải đó chỉ thể hiện một cái sự gọi là cố gắng phấn đấu và chúng tôi đã đạt được, đã được ghi nhận được. Thì cái đó không chỉ là chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình mà còn được ghi nhận nữa. Đấy là một cái niềm rất là tự hào của doanh nghiệp. Trong 9 năm qua, dự án không những đã đạt được những kết quả đề ra mà đã tạo được phong trào nâng cao năng suất chất lượng trên toàn tỉnh và là mô hình cho một số tỉnh khác đến tham quan, học hỏi. Dự án đã mang lại kết quả và hiệu quả về nhận thức và phương thức quản lý cải tiến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng. Vâng, thưa quý bà con, trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2021 đến 2025, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhiều doanh nghiệp hơn nữa trong việc áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào nâng cao năng suất, chất lượng của sản phẩm hàng hóa. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Đến đây thì Kiều Anh, Hải Yến và những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.